Rồi chào 500 anh em YouTuber đến với kênh Tây Côn Điển Vlog. Thì hôm nay mình sẽ đến với combo làm đầu huyền thoại của Tây Côn Điển, bấm là bay, búng là đi, đá là qua. Thì cái combo làm nồi ở đây sẽ như thế nào và cái quan điểm của mình khi mà làm nồi sẽ như thế nào? Thì bây giờ đầu tiên mình giới thiệu với các bạn, đây là xe quay Trung Quốc. Thì cái xe quay Trung Quốc này được em trai sử dụng đi là để chở hàng. Thì cái xe này là full xe Trung Quốc đó, máy cũng Trung Quốc luôn. Thì khi mà một cái xe Trung Quốc á làm nồi á thì sẽ bao nhiêu tiền và xe quay pha xịn làm nồi bao nhiêu tiền, tất cả những cái xe đó, nói chung là những dòng xe quay lim tay làm nồi đều chung giá với giá tiền là 800.000 một bộ nồi. Thì một bộ nồi vậy nó gồm cái gì? Nó gồm lá sắt, lá bố và thay ba càng zin chứ không có dán nha. Thì ví dụ như các bạn có thể thấy ở đây á, là cái lá bố và lá sắt này trên xe sử dụng là cháy rất là nhiều đó. Cái xe này thì mình vừa tháo ra đồ vẫn rất là nóng. Cái xe này là ở trên xe, lá bố này trên xe tháo ra cháy rất là nhiều. Và bố ba càng á thì là đa số thì trên thị trường là người ta sẽ dán bố ba càng, trên thị trường thì người ta sẽ dán bố ba càng chứ người ta không thay ba càng zin đó. Bởi vậy cho nên là nó sẽ bắt, nhưng mà ví dụ về độ bền hoặc là độ êm đồ nó sẽ không êm bằng một cái nồi zin. Thì bây giờ tay, ví dụ bình thường tay làm nồi tay sẽ làm những gì và cái quan điểm làm nồi như thế nào, mình sẽ nói trong clip này. Và xe này á mình sẽ giới thiệu combo với các bạn là một cái combo mới làm nồi. Dòng xe quay rim tay có một combo làm nồi là 800, là đi bố ba càng zin. Ở sau thì vẫn sử dụng những lá bố thông thường như trên thị trường, nhưng mà mình sẽ chuẩn bị ra mắt một combo mới mà bữa giờ rất là nhiều anh em yêu cầu mình làm để chi để đi cho nó ngon hơn và bền hơn. Thì khi mà bây giờ mình tháo ra nè, ví dụ như trên thị trường thì vẫn hay đa số là sử dụng lá bố này và ba càng dán, còn tay thì tay vẫn sử dụng lá bố này nhưng mà ba càng này mình sẽ thay bằng ba càng zin. Thì giờ xe này nó sẽ có gì khác biệt thì mình sẽ chuẩn bị chọn đồ và mình bỏ đồ đi làm, mình giới thiệu cho các bạn xem đó. Giờ đồ xe này thì trước khi mà mở ra là mình quay một cái clip dây để mình kiểm đồ cho anh em. Xong xuôi rồi á mình sẽ làm một cái clip về những cái món đồ mà mình sẽ gắn lên cho cái xe quay Trung Quốc hoặc là quay Alpha Nhật để mà cái xe nó chạy chất lượng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cái xe này là cái xe chở hàng nè đó, xe này là chở hàng chạy ráp đồ, em trai chạy rất là nhiều. Và tại sao phải sử dụng cái nồi anh Tây làm? Rồi vậy chào mọi người nha. Rồi chào 500 anh em YouTuber. Thì bây giờ đồ đạc mình chuẩn bị xong rồi, bây giờ mình làm lại rồi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em cái gói mà làm nồi xe quay rim giá 1.1 triệu như thế nào và đồ như thế nào. À thì giờ ví dụ như ở đây là bình thường á, bố nãy anh em có thể thấy là bố cước dán, còn này là mình thay là thay lại bố zin đúng của xe GN5 luôn. Bố này rất là hiếm và chất lượng rất là cao, bố nó bố dài. Chuông á, mình cũng thay chuông. Thì cái bố cũ với lại cái chuông đa số mình dục hết, tại vì làm đó tìm tiền cũng không trả, giờ mấy cái này không ai lấy lại đó. Thì mấy cái này là dục bỏ nè đó, mình thay lại là bố zin. Bố này rất hiếm nha, nói trước bố này rất hiếm, bố zin đúng GN5 bản dài, bố dài càng dài của xe rim. Tiếp đó nó lá bố, mình sẽ sử dụng lá bố màu đen này rất là bắt. Thì bữa giờ mình sử dụng có rất là nhiều và cũng có nhiều anh em hỏi là khi mà vô anh em hỏi có cái bố nào mà đi ngon và đi bền đi lâu đồ không, vậy chất lượng cao hơn chút em muốn xài vậy. À thì mình thấy vậy mình cũng giới thiệu bố này cho anh em đó. Thì cái gói này làm á là 1.1 triệu chưa bao gồm nhớt, là bố và mình canh mặt nhôm đồ lại. Rôn rách á thì mình thay miễn phí không có tính tiền đó, là bố này và bộ nồi này là 1.1 triệu. À thì khi mà làm cái này thì sao, khi làm cái vấn đề mà nhiều anh em vô làm nồi hỏi ủa anh Tây làm nồi xong nó có hết hú hay không, à thì mình xin xưa anh em là nó không hết hú. Bởi vì sao? Hú hay không hú là do cặp nhông hú, là cái nhông này, cái nhông của chuồng heo lớn và cái nhông của đế ba càng, hai cái này nó kết hợp với nhau, nó khi mà xe nổ nó quay, nó quay đều những dòng xe vậy nè đó thì nó mới hú hoặc không hú. Còn ví dụ khi mà làm vậy sao thì đi chỉ là bắt không bắt, xe cắt âm gia tốt hoặc là không tốt, số sang nhẹ chân hay không nhẹ chân, chứ còn không có liên quan tới cái chuyện mà hú hay không hú là cái thứ nhất. Và khi mà làm ở đây mình chỉ nói ngắn gọn trong clip này là mình đang tập trung giới thiệu về phần bộ nồi giá 1.1 triệu nó như thế nào, còn cái vấn đề hú hay không hú vài bữa có một dịp nào thích hợp
mình sẽ làm cho anh em rõ chi tiết luôn về cái vấn đề đó. Và tiệm anh Tây không có chữa bệnh hú nha, tiệm anh Tây chỉ làm nồi bắt không bắt, đi bền không bền, vô số ngon êm chân dịu chân đó. Ví dụ đây là một cái xe Trung Quốc mà người ta chạy thật sự là coi nè, nhớt đồ vẫn rất là xanh lè xanh lét luôn. Còn giờ mình sẽ ra cho các bạn coi một cái xe future Nhật ở ngoài, xe future Nhật ở ngoài mà còn thua của xe Trung Quốc nữa sao. Do là do thợ người ta đi, người ta sử dụng đồ lô đó. Ví dụ đây em trai đứng dậy cho anh cái em trai đó, đây là cái future Nhật này. Đây là cái future Nhật mà coi nè, đi bố cháy nè đó, bố cháy mà cháy hết vậy, hư mặt nhôm luôn. Thế em lấy xe này báo hư mặt nhôm à, chủ xe của em hư mặt nhôm, bắt buộc phải thay mặt nhôm khác đó. Ví dụ vô là mình làm nồi là 1,1 triệu đi đúng không, nhưng mà ví dụ những cái trường hợp mà phát sinh thì sao. Ví dụ như là xe phu trò này là mặt nhôm hư lủng luôn, cho anh mượn khăn em trai chủ xe có thể qua đây nè em. À vậy em đứng đó em ngồi đây, em đeo khẩu trang luôn được. Em lấy tay em rờ mặt nhôm của em thấy nó lủng không? À, nè em rờ mặt nhôm thử em thấy nó lủng không? Đó, thấy lủng luôn thấy không? Rồi là cái này là phát sinh là lát nữa mình sẽ thay cặp mặt nhôm này, là sẽ tính tiền thêm nha anh em. Đó anh em coi nhớt nè, cái này là sình bùng luôn chứ nhớt gì nữa. Đó là bởi vậy nói là mình chạy một cái xe mà ví dụ làm là giá tiền như thế nào, bao nhiêu tiền mấy bữa làm nồi này bao nhiêu. Đã làm lâu rồi em thay cái nồi rồi, em làm lại một lần nữa. À là thay cái nồi mà không vừa ý làm lại lần nữa đó. Bởi vậy ví dụ giá tiền rẻ thì nó có luôn có chất lượng của giá tiền rẻ, còn giá tiền cao nó sẽ có chất lượng của giá tiền cao, giá tiền hợp lý nó sẽ có chất lượng của giá tiền hợp lý. Ví dụ cái này đã làm rồi mà mặt nhôm là hư lúng gì luôn, thì ví dụ à đồ mình làm á là chỉ là làm nồi trước ba càng với lại bố và lá sắt. Còn ví dụ như nếu mà cái xe này vô hư cặp mặt nhôm thì cặp mặt nhôm phát sinh. Cho nên nếu mà anh em nào ở xa mà hỏi à em muốn làm nồi một cái xe quay rim thì bao nhiêu tiền, thì anh em nên cầm là từ 800 cho tới 1,8 triệu để anh chi đã tránh trường hợp phát sinh như xe em đó. Và bây giờ là mình sẽ ráp cái xe quay Trung Quốc ở trong nhà vô, xong đầu mình xin thằng mặt nè cái cảm nghĩ của thử xe nó chạy ngon hay không ngon hay sao. Ráp nồi xong đi làm phụt nữa lên 10 ly nó quên để ráp cái nồi. Rồi chào mọi người nha. Rồi chào 500 anh em YouTube. Thì giờ đây là mập chủ xe nè, giờ làm cái nồi lại thấy chạy nó sao? Em mới chạy thử thì cảm nhận thấy nó ổn, ok, em vô số nó mềm, nhưng mà tại em đi đường dài đi nhiều ngày đi cả 100 cây mà chưa biết sau này nó như thế nào, nhưng mà trước mắt mới làm xong rồi thấy nó ok. Đúng, hay, tiếp. Có làm phụt bên anh Tây lại thấy nó cũng ổn. Phụt xong rồi lên 10 ly luôn á. Dạ. Tại vì không biết anh Tây nhiều, con mấy clip của anh Tây thì biết rồi qua làm ấy thôi, chứ cũng không có dám làm bên Thủ Đức, tại không có kiểu như không có quen biết gì hết, cho nên là không dám bỏ tiền lớn ra làm. Bữa nay rảnh rồi chạy qua làm thấy chạy ổn, hiện tại giờ chạy ổn, không biết sau này tình trạng thế sao. Làm là có bảo hành ngang. Dạ. Ví dụ đi sau này có gì là có bảo hành hết. Dạ. Rồi phụt sâu lên 10 ly vậy em bao nhiêu ký? Tại chắc ngoài 75 á. Ngoài 75. Lên phụ 10 ly chở hàng rồi thử đó đi, sao? Đi 2-3 người chạy rồi mất công có gì nữa, hà giờ bỏ tiền ra làm luôn, mai mốt mất công mà bị giữa chừng rồi chết nữa. Mà cái xe có hay đi phượt không, mà xe quýnh đèn chiếu hậu đồ nhiều quá vậy? Có gắn Google ở sau hay gì nữa hả? Đi đâu? Kiểu như thích tiên mình á, đi phượt tiên mình á. À. Rồi lên đồn cũng đi là có sẵn đồ nghề trên xe đi luôn mà, khỏi cần phải mà đợi gì hẹn à, là bụp mình không à? Đi hết điên mình luôn à. À nói chung nếu vậy làm cái nồi này là điên mình là dạ, tại giờ kinh phí chưa đủ, nếu mà kinh phí đủ là em làm đầu lòng nồi luôn, mà giờ sinh viên cho nên là làm được cái nào trước thì làm, rồi tới từ từ rồi làm sao. Đúng, hợp lý, ví dụ làm nào dứt khoát luôn, sau này có tiền làm đầu lòng riêng lẻ, tại hai cái đó nó không liên quan với nhau. Đang sinh viên hả? Dạ, đang sinh viên năm 2. Học gì? Học bên điện công nghiệp. Điện công nghiệp, điện trường nào? Điện công nghiệp ở Thủ Đức, học bên công nghệ Thủ Đức luôn. À. Rồi bữa nay rảnh nghỉ rồi nhín thời gian qua bên anh Tây làm. Tại cũng coi trên kênh của anh Tây, biết anh Tây làm chuyên về nồi rồi qua đây làm
cho anh coi xe cho dễ hơn, chuyên về nồi làm dễ hơn. À. Rồi qua mấy tiệm kia sợ nó thuốc này kia rồi chả không được bao lâu rồi phải thay nữa. Rồi giống như thằng bu trò nãy á. Đúng không? Rồi cảm ơn em.